đây. Tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi. Rất là lo lắng, hồi hộp. Đọc kịch bản là điều đương nhiên rồi, nhưng mà phải đi tìm hiểu về cái mà đồng tính, xem mà cái tính cách và cái ánh mắt đến các cử chỉ của họ ra sao, thì An sẽ cố gắng khiến cho khán giả có thể hiểu sâu hơn về những người như Hải ở trong bộ phim này. Trang quyết định nhận vai diễn dù là rất là nhỏ thôi, nhưng giống như là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với mình. Bởi vì khi mà tham gia đoàn làm phim thì mình mới cảm nhận được tất cả những cái đam mê, những cái sự nhiệt huyết và cả những cái nỗi vất vả khó khăn của một đoàn làm phim để ra được một tác phẩm điện ảnh có giá trị. Hắn vừa ở đây. Hành động thì không khó, nhưng mà cái phân đoạn nói được ra cái chất của nhân vật mới là khó. Thì tại bệnh viện thì có một cái phân đoạn mà phải quay những 5 lần, chỉ nói 5 từ thôi. Nhưng mà thực sự là lúc đấy là rất là khó đối với bản thân Việt, tại vì là nói để làm sao ra là cái chất của nhân vật, cái khán giả muốn nghe và cái khán giả sẽ hiểu sau cái từ ngữ đấy. Nhân vật của tôi là một ông chủ quán. Chỉ là một ông chủ quán thôi chứ cũng không có cái tên để mà gọi nữa. Đó. Thì nhưng mà đây là một nhân vật tôi cảm thấy rất là thú vị. Cứ diễn đúng như cái mà tác giả đã viết ra, cái mà đạo diễn mong muốn là được rồi. Bởi vì vốn cái nhân vật này nó đã có sự mâu thuẫn với tính cách, có vẻ như một người rất là nghiêm trọng, nhưng mà thật ra đó là một cái kẻ rất là trống rỗng. Thì nó cái chi tiết đó thôi nó cũng đủ gây được cái sự hài hước cho bộ phim. Và tôi nghĩ tôi chỉ cần làm đủ như vậy là đạt yêu cầu rồi. Cái vai này nó không có dài gì hết, nó ngắn thôi nhưng mà rất là ấn tượng. Đẹp đôi ghê không? Một đội ngũ làm việc thấp sức mình trong khả năng nhiệt độ 40 độ C như vậy, là các bạn đầu diễn của tôi đã phải phải chuyển nước biển, chuyển nước dịch rất là nhiều. Và tôi thấy rằng là cả đoàn chúng tôi làm việc rất là say mê, và tới giờ này chúng tôi ai cũng vẫn còn đang rất là máu lửa với lại cái dự án này. Và chúng tôi nghĩ rằng Lạc Giới là một trong những tác phẩm của một cuộc đáng xem. Đưa anh đi. Thôi, những điều vốn chung lực không nói được với ai, đau khổ lắm em có biết không?